Xin chào đón quý vị trở lại với kênh YouTube channel của công ty PFG. Thoa đang ngồi ở cái nhà vacation ở Crystal Beach. Và hôm nay là một cái ngày mà toàn bộ nhân viên của công ty PFG cũng như là gia đình của chúng em sẽ cùng nhau hội ngộ ở nơi đây. Và Thoa mời quý vị sẽ cùng xem coi hôm nay tụi em sẽ quẩy như thế nào. Và sau đó thì cũng quay cho quý vị xem là cái khu này, những cái nhà biển sẽ đẹp như thế nào. Đợi lúc mà chuẩn bị lấy ra mới kêu cho. Nani? Bỏ cái vợ xuống, bỏ cái vợ. Trời ơi, đứa tờ không sang trọng như vậy. Quay ta, quay ông rồi nói. Cái này là quay lén. Thích rồi, thích gì đó. Rồi uống luôn. À, rồi thanh xuân. Lớn nữa. Từ từ lên rồi nè, đợi mấy người kia tới nữa chứ nướng vậy ăn ngay hết rồi. Được rồi, tao cay mắt quá. Đứng mà nó không đút cái mặt vô chi là không la lẹt không thấy được. Quý vị, bây giờ thì buổi chiều rồi, nắng chiều nên là mọi người bắt đầu tắm, nhưng mà hai chị em này phải đi làm nhiệm vụ là sẽ quay cái biển cho quý vị coi nên là hai chị em hơi sùng sình một chút xíu. Thưa quý vị, đây là biển Crystal Beach. Cái mà tôi thích á, tôi biết sao không, là mình chạy xe được ở đây luôn. Mình chạy xe được ở đây nên á là mình có thể xuống đây, mình mang xe rồi mình chở đồ xuống thì rất là gọn. Quý vị mong rằng quý vị sẽ có dịp về tham quan ở cái biển này.
say hi với mọi người nha. Rồi đi qua lơ, đi qua lơ. Đây là đường mà mình access để vô cái biển đằng sau. Thì cái đường này thì nhỏ thôi, nên á là mình chỉ đi bằng cái golf course thì mới được đi ở trong chỗ này. Còn nếu mà mình access xe vô trong đây á, thì mình phải đi cái chỗ nào mà người ta cho public access thì mình mới chạy xe vô được nha. Nhưng mà quý vị thấy đây có nguyên một cái đồng hoa đẹp, thiệt là đẹp, có phải không nè. Rồi bây giờ mình đi xem nhà nha. Rồi mình sống cảnh lãng mạn với chị Tú xong rồi thì bây giờ dắt Cường nè, hai chị em mình đi xem mấy cái nhà ở đây cùng với quý vị nha. Hồi nãy Thôi cũng nói với chị Tú á, là mấy cái nhà ở đây á, cái nào cũng mỗi cái mỗi màu, có phải không nè. Em cũng để ý, em thấy vậy. Nhìn nó rất là dễ thương luôn á. Nó không có giống như những cái nhà mà trong cái khu giống như thành thị của mình đã từng đi. Vô mấy cái nhà này họ mới xây lại hết trơn nên rất là đẹp. Thì mình kiếm mình mới biết được 300 mấy chục ngàn, khoảng dưới 550 là mình có thể mua được những cái nhà ở đây. Dạ, mà nhà còn rất là mới và biển cũng vậy, rất là yên tĩnh. Vậy thì cũng là một cái giá lý tưởng nha chị. Đúng cho rồi. Một cái vacation home như thế này. Mà có rất nhiều những người mướn để nghỉ nghỉ ngơi ở nơi đây nên chị Thôi nghĩ nếu mà là đầu tư thì cũng là một cái rất đầu tư. Có một cái trận bão mà rất lớn ở đây là cái bão Harvey. Em nhớ. Rất nhiều nhà sụp hết, chỉ còn miếng đất thôi. Bên phía tay trái của mình toàn bộ là nhà mới hết. Thì có thể bên đây là bị rất nặng luôn. Còn ở bên đây thì nếu không có mắc mớ gì thì mọi người chắc cũng không có cần sửa lại. Nên ở bên đây mình thấy cái kiểu vẫn còn hơi có cũ, cái gì cũ nó cũ cũ, nó cổ hơn. Còn ở bên đây là contemporary luôn á. Tôi quên nói nữa là khi mà mình ở trong đây á thì mình, tại vì có những cái nhà là bước ra là ngoài biển, còn mình có những cái nhà không có cách biển là quá xa, nhưng có nhiều khi họ không muốn đi bộ với mình, nhiều khi mình ra biển mình chở những cái đồ thì họ cho mình mướn những cái xe như vậy để mình chạy xuống biển luôn. Sen hả? Sen. Tốt vậy. Sen.
lên. Chị, tại sao đây nhỏ đó? Sụ vậy. Rồi. Chị Trúc suy nghĩ xối sáng, xối chán luôn. Tử trần hay là trần
lũ lụt.